Quý vị, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 23 tháng 1, một ngôi nhà dân ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau đó ngọn lửa lan nhanh rồi tiếp tục thiêu rụi hai ngôi nhà bên cạnh. Lúc này nhiều người dân đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng la hét. Các gia đình hàng xóm vội ôm đồ đạc tháo chạy ra ngoài. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ, cảnh sát xuống hiện trường phối hợp lực lượng địa phương để chữa cháy. Khoảng một tiếng sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu ghi nhận vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên ba căn nhà bị ngọn lửa thiêu rụi với nhiều tài sản vật dụng. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.